Vâng, em nó đã lên kệ. Sau đây mời bác Vân là chủ nhân của con bao rất là sang trọng này. Cô đến từ hãng Đường Đông, cô mã là BOA 3000ZR nguyên thùng xốp. Thì giá bán con này là 26 triệu 500 ngàn. Thì bác đã chốt ngày hôm qua đã chuyển tiền. Thì các bác nào yêu thích kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi. Và bên em được phục vụ các bác được nhiều sản phẩm hơn. Và em ship tạm với nó là cặp Boss 701 nha. 701 hai lỗ thông hơi, rất là mới nha. Cặp này hàng sưu tầm nha các bác. Rất là mới, cực kỳ đẹp luôn. Nguyên zin tất cả nha. Chưa e can chưa giật luôn nha. Đấy, đẹp long lanh, không có một cắn bể nào hết. Nó trông rất là đẹp. Giá em nó là 22 triệu 500 ngàn. Giá đã bao ship cho các bác nha. Sau đây, em lên nguồn. Mà test cho bác chủ cùng các bác ở mọi miền Tổ quốc cùng xem. Đấy. Đấy. Chúng ta ấn vào lúc này nó mới hát nha. Đấy, bây giờ em sẽ kết nối nhạc và có nhạc rồi nhưng mà chưa ấn lúc này nó chưa có hát được nha. Đấy. Rồi. Vâng, cái này là đũa đánh trực tiếp từ đầu đĩa sang nha các bác, chứ chưa qua rề, nhưng có rề này nó sẽ hay hơn nữa nha. Người vừa tàn thơ.